Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn nữ tuổi Tân Tỵ. Chúc các bạn có một năm bình an, vui vẻ, gặp nhiều may mắn và thành công. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 trong năm 2023 nữ mạng, chi tiết chính xác nhất về các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, sao hạn tử vi từng tháng trong năm 2023, mời các bạn cùng theo dõi. Bước sang năm Quý Mão 2023 tuổi Tân Tỵ 2001 nữ mạng là 23 tuổi âm lịch và 22 tuổi dương lịch. Xét về ngũ hành, thiên can và địa chi. Xét về ngũ hành, tuổi Tân Tỵ nữ mạng thuộc mệnh Kim gặp năm 2023 mệnh Kim Bạch Kim, bình hòa, vận khí ổn định, tài khí có phần vượng, chăm chỉ làm ăn ắt có tiền bỏ túi. Ngược lại, nếu lười nhác kiêu ngạo thì kiếm tiền càng khó khăn. Thiên can Tân gặp năm Quý, bình hòa dù như ít gặp được yếu tố thiên thời, tự làm tự ăn, ít nhờ cậy vào người khác. Học tập và công việc đều đều, nguồn thu ổn định. Địa chi, tỵ gặp năm mão, bình hòa, công việc làm ăn không thay đổi nhiều, tiền bạc thu chi cân đối, kiếm được tiêu cũng nhiều. Sao chiếu mệnh, sao thổ tú, đề phòng bị tiểu nhân dèm pha, xuất hành không thuận lợi, chăn nuôi thua lỗ, gặp khó khăn trốn quan trường. Với người có sao thổ tú chiếu mệnh năm nay sức khỏe không được tốt, hay bị đau ốm, nhưng bệnh không quá nặng. Kỵ nhất là vào tháng 1 và tháng 8 âm lịch vận hạn, hạn huỳnh tuyền. Chủ về sức khỏe, bản mệnh sẽ thường gặp chứng đau đầu, chóng mặt, xây sẩm. Kinh doanh nên kiêng kỵ đường thủy, để vẹn toàn thì không nên làm gì liên quan đến sông nước. Đặc biệt không được bảo chứng cho bất cứ ai vì ắt sẽ nảy sinh chuyện bất lợi. Tử vi tuổi tân tỵ nữ mạng năm 2023, có phạm tam tai hoang ốc, kim lâu, thái tuế không? Tam tai năm 2023, không phạm đại kỵ tam tai. Hạn hoang ốc năm 2023, Phạm Hoang ốc, Ngũ Thọ Tử, không nên xây nhà trong năm này. Tuổi Kim Lâu năm 2023, không Phạm Kim Lâu. Thái Tuế năm 2023, không Phạm Hạn Thái Tuế. Tổng quan tử vi năm 2023, cho tuổi Tân Tỵ 2001, nữ mạng. Các bạn nữ tuổi Tân Tỵ, sinh năm 2001, bước sang năm Quý Mão 2023 là 23 tuổi, tổng thể về vận trình của bạn năm nay khá lạc quan. Thời điểm này đa số các bạn vẫn đang trên ghế nhà trường nên các vấn đề học hành đều tiến triển thuận lợi. Một số các bạn bước vào xã hội sớm hơn thì công việc cũng tương đối ổn định, mặc dù vận may của bạn năm nay có phần hơi kém, nhưng ít nhất bạn cũng được thiên phúc cát tinh che chở trong việc học tập và công việc được tốt hơn. Xét về phương diện sự nghiệp của tuổi Tân Tỵ 2001 nữ mạng trong năm Quý Mão 2023. Bước sang năm 2023, hầu hết các bạn nữ tuổi Tân Tỵ đều đang còn ngồi trên ghế nhà trường, điều này được thầy cô và bạn học công nhận. Những người đã bước vào xã hội từ trước hay đang bắt đầu học cách đứng trên đôi chân của chính mình, dù đường công danh và sự nghiệp buổi ban đầu gặp khá nhiều thử thách, nhưng nhờ ý chí mạnh mẽ, tài trí hơn người, có đôi mắt sắc sảo, có nhiều ước mơ hoài bão, tính độc lập cao nên nữ tuổi này thường trưởng thành và có sự nghiệp tương đối sớm. Trong năm này với các bạn nữ tuổi Tân Tỵ, bắt đầu nghĩ tới việc thiết lập ra những kế hoạch nghề nghiệp, luôn tìm kiếm cơ hội giúp cho mình nhanh chóng tạo lập vị trí vững chắc trước khi ai đó kịp ngăn cản. Theo cách đó, bạn có thể từng bước đạt được mục tiêu của mình bạn là người luôn tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc của mình, chứ không chờ đợi bất cứ ai, cũng không mong chờ được giúp đỡ. Đầu năm 2023, với bạn nữ tuổi tân tỵ nên đi chùa, chăm phóng sinh, làm việc thiện, để cho việc học hành được hưng vượng, thi cử may mắn, vạn sự như ý. Xét về phương diện tài lộc của tuổi tân tỵ 2001, nữ mạng, trong năm quý mão 2023. Trong năm 2023, nhìn chung vận trình tài lộc của các bạn nữ tuổi tân tỵ khá ổn định năm này bạn tuổi tân tỵ không chịu sự tác động của các hung tinh vào vận trình tài lộc cho nên tài lộc của bạn tương đối ổn định. Tuy nhiên, do phần nhiều thời gian của bạn dành cho việc học tập, một số bạn đã và đang trong giai đoạn thực tập kiếm tiền chỉ là việc làm thêm bên ngoài, dù một số bạn tìm kiếm được công việc nhưng thu nhập cũng chưa cao nên khó có được dư giả. Trong năm này với bạn nữ tuổi tân tỵ gặp hạn huỳnh tuyền, sẽ mang tới nhiều khó khăn, bất lợi, nếu công việc kinh doanh buôn bán bằng đường thủy, hay liên quan tới sông nước, sẽ cực kỳ nguy hiểm khi gặp phải nạn này. Xét về phương diện tình cảm của tuổi Tân Tỵ 2001 nữ mạng trong năm Quý Mão 2023. Các bạn nữ tuổi Tân Tỵ trong năm 2023 là 23 tuổi, cho thấy đa số các bạn đều chưa lập gia đình và năm này bạn có xu hướng muốn kết bạn và mở rộng mối quan hệ xã giao của mình. Tuy nhiên, điểm báo tử vi cho thấy các mối quan hệ xã hội của bạn trở nên phức tạp do bị hung tinh phá hoại, bạn có xu hướng khép mình, tự kỷ, điều này sẽ ảnh hưởng đến các mối quan hệ cá nhân của bạn còn về mặt tình cảm yêu đương bạn lại chịu ảnh hưởng bởi sao thiên khốc chủ về ưu tư âu sầu nên tình yêu xuống dốc nhanh chóng bạn thường cảm thấy cô đơn lẻ loi tâm lý yếu đuối bạn rất dễ cảm thấy chán nản phiền muộn vì vậy đối với các bạn nữ tuổi tân tỵ nên điều chỉnh tâm lý cố gắng lạc quan vui vẻ đừng để các sao hung tinh quấy nhiễu tác động xấu lên vận trình của mình những người đã kết hôn thì có phần khá may mắn các bạn có một mối quan hệ ổn định và lâu dài với nửa kia của mình mặc dù không tránh khỏi những lúc cải vã nhưng không đến nỗi xấu Xét về phương diện sức khỏe của tuổi tân tỵ 2001 nữ mạng trong năm quý mão 2023. Với các bạn nữ tuổi tân tỵ trong năm quý mão này, có tình hình sức khỏe rất đáng lo ngại. Bạn có xu hướng thu mình hơn do ảnh hưởng của sao thiên khốc, bạn cũng thường gặp khó chịu cả về thể chất và tâm lý, thậm chí có thể bị trầm cảm. Với bạn nữ tuổi tân tỵ cần phải quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của mình, chủ động đi ra ngoài giao lưu nhiều hơn với mọi người, và chăm tập thể dục để cải thiện sức khỏe. Ngoài ra do tác động của hạn huỳnh tiền làm cho bạn dễ mắc các bệnh đau đầu, chóng mặt, ảnh hưởng nhiều tới sinh hoạt hàng ngày, nguy hiểm hơn có thể dẫn đến tai biến, đột quỵ. Thầy Gia Cát khuyên các bạn nữ tuổi tân tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy minh quang pháp bảo, đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho bạn. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bạn ngày, giờ xuất hành, tuổi sông đất tốt cho tuổi tân tỵ 2001, nữ mạng, trong năm quý mão 2023. Số của tuổi tân tỵ nữ mạng nên xuất hành theo giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ, bạn sẽ thu hái được nhiều kết quả về việc làm ăn, không sợ có sự thất bại hay hao tài tốn của phi lý, áp dụng trong suốt cuộc đời, sẽ gặp nhiều may mắn, thu về nhiều kết quả, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày mùng 1 Tết Dương lịch, Chủ nhật, ngày 22 tháng 1 năm 2023 Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, tức ngày canh Thìn, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Giờ xuất hành tốt cho tuổi Tân Tỵ, nữ mạng. Giờ canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, tốt nhất là 7 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho tuổi Tân Tỵ, nữ mạng. Xuất hành theo hướng Tây Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Tây Nam để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết Dương lịch thứ hai, ngày 23 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023 tức ngày Tân Tỵ, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành nên chọn giờ hoàng đạo và hướng tốt trong ngày. Hướng tốt trong ngày, thì thần và tài thần, hướng Tây Nam. Ngày mùng 3 Tết. Dương lịch thứ ba, ngày 24 tháng 1 năm 2023 âm lịch, là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023, tức ngày nhâm ngọ, tháng giáp dần, năm quý mão. Giờ xuất hành tốt cho tuổi tân tỵ, nữ mạng. 7 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho tuổi tân tỵ, nữ mạng. Xuất hành theo hướng chính nam, để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn. Xuất hành theo hướng chính tây, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc tuổi sông đất hợp với gia chủ tuổi tân tỵ 2001 nữ mạng trong năm quý mão 2023. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi tân tỵ. Điều này nhằm mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới sông đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà bạn nhận được càng nhiều. Cần kiêng những người nhà đang có tang hoặc phụ nữ đang mang bầu để tránh âm khí tuổi sông đất tốt nhất cho gia chủ tuổi tân tỵ 2001, nữ mạng, trong năm quý mão 2023, là tuổi bính tý sinh năm 1996. Điều này được lý giải như sau. Mệnh của tuổi, tương sinh, rất tốt. Thiên can, tân gặp bính, tương sinh, rất tốt. Địa chi, tỵ gặp tý bình hòa, tốt. Cung sinh khí, mệnh của năm tương sinh, rất tốt. Ngoài ra gia chủ tuổi tân tỵ, nữ mạng, trong năm quý mão 2023, cũng có thể chọn tuổi tân mùi 1991 và nhâm tất 1982 để sông đất. Trong năm quý mão 2023, tuổi tân tỵ 2001, nữ mạng, cần đặc biệt chú ý tới hạn huỳnh tuyển và sao thổ tú chiếu mệnh. Nhắc đến hạn huỳnh tuyển, sách thời xưa có câu cửa miệng. Huỳnh tuyền bệnh nặng nguy vong, tam kheo đau mắt, đề phòng tay chân người gặp hạn huỳnh tiền có thể bị mắc chứng bệnh, đau đầu, chóng mặt, mặt mũi xây sầm, đau người, sức khỏe suy giảm, làm ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày. Về làm ăn, nếu kinh doanh, buôn bán bằng đường thủy, đường sông nước sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Nhìn chung tất cả công việc liên quan đến đường thủy, đường sông nước thì bản mệnh không nên tham gia, dù ít hay nhiều cũng có thể để lại hậu quả khôn lường. Về cuộc sống, nếu việc đứng ra làm chứng hay chứng nhận công việc gì, hoặc cho ai đó, dễ mang họa, gặp nhiều chuyện bất lợi hạn huỳnh tiền đồng nghĩa với suối vàng âm phủ cõi chết nên cần hết sức giữ gìn phòng tránh tai nạn đột ngột hoặc bệnh tật hiểm nghèo có bốn điều cần biết để vượt qua hạn huỳnh tiền đối với các bạn nữ tuổi tân tỵ vốn huỳnh tiền là đại hạn chủ về sức khỏe vì vậy khi gặp hạn này cần chú ý hơn về mặt sức khỏe của mình thứ nhất về sức khỏe bản mệnh gặp hạn này nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi chăm sóc sức khỏe bản thân sau đó cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý Thứ hai, công việc làm ăn, người gặp hạn huỳnh tiền cần tránh làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước. Tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng. Thứ ba, đặc biệt trong cuộc sống, người gặp hạn huỳnh tiền không nên bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết. Không may tai bay vạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì sức khỏe bị nguy hiểm. Thứ tư, nguyên tắc chung của việc giảm thiểu nguy cơ, tăng cường may mắn và sức khỏe đó là tu nhân tích đức, làm nhiều việc thiện, việc này không cần gặp hạn mới thực hiện mà nên thực hiện đều đặn thường xuyên để bồi đắp nền tảng gốc rễ của phúc đức vận may cho mình. Các bạn nữ tuổi Tân Tỵ trong năm 2023 bị sao thổ tú chiếu mạng. Sao thổ tú còn được gọi là ác tinh chủ về điểm xấu, dễ bị tiểu nhân quấy phá, đi lại kém may mắn, có tai họa, không an yên, hay ngủ mê và không nên đi làm ăn xa sao thổ tú chiếu mệnh dù không phải là hung tinh mạnh nhất nhưng mang nhiều điều xấu nên gia chủ cần để ý những việc trong gia đình tránh mâu thuẫn xung đột không đáng có tuy nhiên sau này thì không đáng lo ngại lắm trong lòng hay mang nỗi buồn man mác tâm lý không vững vàng hay hoài nghi không hăng hái trong công việc làm ăn song cũng không gặp tai họa gì lớn từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao Sao Thổ Tú là một hung tinh nên cần làm lễ giải hạn để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống, mong muốn tránh được rủi ro và gặp nhiều may mắn. Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian cúng giải hạn sao Thổ Tú thích hợp nhất là vào lúc sao chiếu sáng tròn nhất hay còn gọi là lúc sao đăng viên. Ngày sao Thổ Tú đăng viên vào lúc 15 giờ đến 17 giờ, ngày 19 âm lịch hàng tháng tốt nhất là 19 tháng 1 âm lịch vì đó là ngày sao sáng nhất hướng về chính tây để làm lễ giải sao. vận trình từng tháng của tuổi tân tỵ 2001, nữ mạng, trong năm quý mão 2023. Được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2023, đối với tuổi tân tỵ 2001, nữ mạng. Tháng đầu tiên của năm quý mão, vận trình tài lộc về tổng thể của nữ tuổi tân tỵ khá tốt. Do ảnh hưởng bởi không khí Tết Nguyên đán và sự náo nhiệt của mùa xuân, vận trình tài lộc tương đối khả quan trong tháng này. Dù bạn có làm gì đi chăng nữa thì mọi thứ sẽ diễn ra rất suôn sẻ, hầu hết các bạn đều có thể đạt được điều mình muốn và có hầu bao rủng rỉnh. Tuy nhiên bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe nhiều hơn. Vận trình tháng 2 âm lịch 2023 đối với tuổi Tân Tỵ 2001 nữ mạng. Các bạn nữ tuổi Tân Tỵ trong tháng 2 âm lịch đang có điểm báo rất dễ gặp tai nạn đáng tiếc do bị sao hung tinh chiếu mệnh. Bạn phải tăng cường cảnh giác và đề phòng trong cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt quan tâm hơn đến vấn đề an toàn sử dụng các đồ vật sắc nhọn hay các đồ vật bằng kim loại, không nên phẫu thuật thẩm mỹ kẻo lại nguy hiểm đến tính mạng, ngoài ra, khi tham gia giao thông phải tuân thủ luật lệ giao thông. Vận trình tháng 3 âm lịch 2023 đối với tuổi Tân Tỵ 2001 nữ mạng. Hung tinh Thiên Khốc quấy nhiễu làm cho vận trình tình cảm của các bạn nữ tuổi Tân Tỵ trong tháng này không mấy may mắn, tinh thần của bạn không được tốt, bạn tỏ ra lạnh lùng và cô đơn, thậm chí bị bạn bè xa lánh. Trong tháng này, các bạn nữ tuổi Tân Tỵ nên chú ý điều chỉnh trạng thái bản thân, đừng để các sao hung tinh làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình quá nhiều. Bạn nên giữ tinh thần lạc quan và năng động, vui vẻ hết mức có thể, điều này sẽ giúp cho vận may về đào hoa của bạn sẽ tăng lên. Vận trình tháng Tư âm lịch 2023 đối với tuổi Tân Tỵ 2001 nữ mạng. Bước sang tháng Tư âm lịch này, các bạn nữ tuổi Tân Tỵ bị ảnh hưởng bởi địa tang, làm cho bạn đang có điểm báo gia đình hoặc trong dòng họ có tin buồn, nên hãy cẩn thận. Bạn bị ảnh hưởng bởi bầu không khí u buồn này nên sắc mặt bạn trông sẽ ảm đạm hơn, tài vận tổng thể giảm sút vì năng lượng tiêu cực tác động. Vì vậy, khuyên các bạn nữ tuổi Tân Tỵ nên nhìn thoáng hơn và không nên suy nghĩ tiêu cực nếu gặp rắc rối, áp lực thì nên trao đổi với bạn bè, tìm cách giải tỏa cảm xúc tiêu cực của mình nhé. Vận trình tháng 5 âm lịch 2023 đối với tuổi Tân Tỵ 2001 nữ mạng. Bước sang tháng 5 âm lịch về công việc hay việc học tập của các bạn nữ tuổi Tân Tỵ lại khá thuận lợi. Nhờ ngôi sao may mắn thiên phúc, hầu hết các bạn tuổi này đều có thành tích tốt, có tiến bộ vượt bậc, có thể đạt được thành tích xuất sắc. Không chỉ vậy, những bạn từng bị điểm kém cũng có thể tiến bộ nhanh chóng trong tháng này, hiệu quả học tập cũng được cải thiện đáng kể, được bạn bè nể phục. Đối với những bạn muốn làm ăn phát triển về con đường sự nghiệp, nếu đi làm ở xa quê sẽ gặp được nhiều thuận lợi, nhiều may mắn và có cơ hội phát triển bản thân. Vận trình tháng 6 âm lịch 2023, đối với tuổi Tân Tỵ 2001 nữ mạng Bước sang tháng 6 âm lịch, dù các bạn vẫn đang còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng cũng đã tranh thủ thời gian nghỉ hè để ra ngoài làm việc, tiền bạc của bạn cũng có được dư dã nhờ sự cố gắng của bản thân. Đối với các bạn nữ tuổi tân tỵ trong tháng này có hứng thú làm việc rất cao, bạn thường làm thêm giờ hoặc làm kinh doanh vỉa hè để tăng thêm thu nhập cho mình. Vận trình tháng 7 âm lịch 2023, đối với tuổi tân tỵ 2001, nữ mạng. Trong tháng này, các bạn nữ tuổi tân tỵ sức khỏe có phần bị suy yếu, chịu ảnh hưởng của sao hung tinh thiên khốc bệnh phù, nên thể lực của bạn trong tháng này không được tốt cho lắm, thường xuyên mắc bệnh vặt. Bạn tuổi tỵ nên chú ý nghỉ ngơi trong tháng này, nếu cảm thấy cơ thể không thoải mái thì nên đi khám ngay, không nên trì hoãn thời gian để tránh làm bệnh nặng thêm. Vận trình tháng 8 âm lịch 2023, đối với tuổi tân tỵ 2001, nữ mạng. Với các bạn nữ tuổi Tân Tỵ, bước sang tháng 8 âm lịch lại không bị ảnh hưởng nhiều bởi ngoại cảnh hay sao xấu chiếu mệnh, nên phần lớn vận khí của bạn về cơ bản có thể duy trì trạng thái ổn định, tháng này tiết khí mùa thu mát mẻ bạn khá nhàn hạ và không phải lo nghĩ nhiều. Vận trình tháng 9 âm lịch 2023 đối với tuổi Tân Tỵ 2001 nữ mạng. Với các bạn nữ tuổi Tân Tỵ trong tháng 9 âm lịch này có sao cát tinh Hỷ thần Thiên Phúc chiếu mệnh, mang lại cho bạn có được nhiều sự may mắn, công việc gặp nhiều thuận lợi đặc biệt trong chuyện tình cảm của các bạn nữ tuổi Tân Tỵ cực kỳ vượng. Bạn có cơ hội tốt để gặp gỡ những người khác phái ưu tú, có thể làm cho bạn rơi vào lưới tình. Nếu bạn tuổi Tân Tỵ có ý định thoát ế thì bạn nên tận dụng cơ hội này để tìm kiếm nửa kia cho mình. Vận trình tháng 10 âm lịch 2023 đối với tuổi Tân Tỵ 2001 nữ mạng. Sang tháng 10 âm lịch vận trình tài lộc của các bạn nữ tuổi Tân Tỵ có phần bị hao tán tháng này nhiều bạn sẽ mua sắm nhiều vì tâm lý ham rẻ, dẫn đến tâm lý hoang mang do hao hụt về tài chính, khi nhìn lại túi tiền của mình. Vì vậy, với các bạn nữ tuổi tân tỵ nên chú ý kiểm soát chi tiêu tiêu dùng hợp lý, không nên tiêu xài hoang phí, nếu không có thể ảnh hưởng đến tài lộc của bản thân. Bước sang tháng 11 âm lịch 2023, đối với tuổi tân tỵ 2001, nữ mạng. Tháng này, mối quan hệ của bạn với gia đình được cải thiện đáng kể trong tháng này. Trong giai đoạn trước, mối quan hệ giữa bạn và các thành viên trong gia đình trở nên rất căng thẳng và đây là cơ hội, là lúc để làm lành. Với bạn trong tháng 11 này có các tinh tử vi trợ mệnh cộng với dịp nghỉ lễ cuối năm nên bạn tuổi Tỵ có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình trong kỳ nghỉ của mình, gia đình rất êm ấm, hòa thuận. Vận trình tháng 12 âm lịch 2023 đối với tuổi Tân Tỵ 2001 nữ mạng. Vận trình của các bạn nữ bạn tuổi Tân Tỵ trong tháng 12 âm lịch dự báo sẽ đón nhiều tin vui thời điểm cuối năm, bạn có nhiều thời gian bên gia đình, tuy có phần bộn bề nhưng khi ở nhà nghỉ dưỡng bạn thường giúp người lớn tuổi, và dọn dẹp nhà cửa sắp xếp lại không gian sống của gia đình. Dù đôi khi khá bận rộn và mệt mỏi, nhưng bạn cũng có thể tận dụng cơ hội này để gần gũi hơn với những người thân. Một số bạn trong tháng này, bắt đầu nghỉ ra những kế hoạch kiếm thêm thu nhập cho mình, như kinh doanh, buôn bán, kiếm việc làm, để kiếm thêm tiền, chuẩn bị sắm sửa cho dịp Tết sắp tới. Trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi của tuổi Tân Tỵ, nữ mạng, sinh năm 2001. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các bạn an tâm hơn phần nào cho những dự định trong năm sắp tới của mình. Chúc các bạn bình an, may mắn, hạnh phúc và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.